cái mục tiêu của cô C thì mấy anh chị để ý là nó sẽ lớn bằng mục tiêu của cô C là lớn bằng đúng không và ở đằng sau mình ở đằng sau mình nó phải xuất hiện cái A và cái B và cái C thì ở đây mình sẽ xuất hiện cái A đúng không mục tiêu tại vì mình có ba ông mấy anh chị thấy rõ có ba ông và bên này cũng là ba ông như vậy mỗi ông sẽ lớn hơn ông mình mình dự đoán như vậy mình dự đoán như vậy tất nhiên cái dự đoán này không phải biết trước bài giải đâu mà mấy anh chị làm nhiều mấy anh chị ngộ ra rút ra thì nó sẽ có nó sẽ cái dự đoán nó sẽ chính xác hơn Vậy thôi à, Mình sẽ lớn A Như vậy Mình muốn lớn A thôi Như vậy thằng Ở sau khi mình dùng Mình áp co si Thì không còn bc nữa Như vậy muốn không còn bc Thì mình phải nhân cho cộng bc Để khi áp co si Hai cái nhân nhau Khử cái bập bc mất Đúng không À Đó Mấy anh chị hình dung không À Đó Rồi bây giờ mình coi nè Vậy vấn đề dấu bằng có xảy ra hay không nếu như mình không dự đoán trước dấu bằng thì khả năng mình ép cosine mình thấy nó đúng quá bên kia cũng a, a hồi nó sai à vấn đề đó thì mình nhìn cái dấu bằng mình nhìn cái dấu bằng tức là hai ông tham gia bằng nhau hai ông tham gia bằng nhau đúng không hai ông tham gia bằng nhau mình giả cái này ra ở đây là nhát là a bình bằng b cộng c tất cả bình mà mình dự đoán là gì a bằng b bằng c như vậy là a bình bằng chỗ b này thay bằng a chỗ c này thay bằng a như vậy nó trở thành là gì? A cộng A tất cả bình là bằng 4A bình. Như vậy nó sai. A bình sao bằng 4A bình? Đâu thể đúng với mọi A được. Như vậy dấu bằng không xảy ra. Không đúng với dự đoán của mình. Nên nhìn có vẻ cô si nó đúng. Nhưng nó sai. Vì kết quả cuối cùng dấu bằng không xảy ra thì sai. À, mấy anh, anh chị có cần mình mình nhắc lại. Đây là ý tưởng giải nha. Chứ chưa phải lời giải. Mình đang phân tích. Mình đang phân tích. À, mấy anh chị có hỏi gì hỏi em. Hỏi em. Còn nếu không hỏi gì là mình cứ đi tiếp thôi nha, coi như mặt mình là hiểu. Rồi, cố gắng hỏi tại vì hôm nay bữa cuối rồi không còn thời gian, không có ngày nào để hỏi là đâu nên hỏi luôn, chặn hỏi luôn, à chặn hỏi luôn. Rồi, tại Cauchy nó quan trọng hơn Bunia. Bunia trong vấn đề thi á, ngay cả thi học sinh giỏi bạn, các anh chị để ý á, người ta vẫn dùng Cauchy rất là nhiều. Còn Bunia người ta thường dùng Bunia dạng cộng mẫu. a dạng cộng mẫu. mẫu là chính là thường nhất là người ta sẽ tập trung vô cái bu dây vàng còn mẫu còn đa số vẫn là cô si nếu anh chị hỏi đây, à, dù sao cô si hôm qua mình đã làm xong rồi nên nay mình chỉ hỗ trợ thôi à, rồi vậy thì nếu trong trường hợp mình mình đưa ra cô mình đưa ra cô si nhưng mà dấu bằng không xảy ra thì cái phương pháp hay nhất đó là mấy anh chị chèn con m vô mấy anh chị chèn con m vô đây chèn hệ số á mình chèn hệ số vô à, <laughs> kinh nghiệm nha cứ không không có dấu bằng ra mình chèn con số vô. À mình chèn con số vô. Mình chèn vô rồi cho nó bằng thì xảy ra. Nha, à, mình chèn vô. Thì con M ở đây lúc này lúc này M ở đây là gì? Thì mình đơn giản mình cho M nằm đây thôi. Mình cho M nằm đó thôi, đúng không? Mình cho M nằm đó thôi. Như vậy ở đây phải có em M. Phải làm cho nó bằng nhau tức là 4M bằng 1. Như vậy em M bằng 1/4. Như vậy tóm lại chúng ta sẽ làm việc là gì? Chia 4 đây chúng ta sẽ giải quyết là kiểu là a bình trên b cộng c cộng b cộng c chia 4 đây à, cứ chia 4 đi tại vì khi dấu bằng chắc chắn nó xảy ra à, tại vì mình đã áp cái dấu bằng chỗ đây rồi à, mình đã áp cái dấu bằng chỗ đây rồi đúng không áp cái dấu bằng chỗ đây rồi thì áp dụng cosi lớn bằng lớn bằng áp cosi vô như vậy lớn bằng a luôn 2 b, b cộng c khử rồi hai căn a bình chia 4 a bình chia 4 là a chia 2 nhân 2 bằng 2 à, đúng không như vậy tương tự cho những ông kia tương tự như kiểu ông kia thì bạn anh chị thấy vết trái cộng với ông này nè ông này nè cộng với cái cụm này lớn bằng a cộng b cộng c đúng không cái cụm này là gì b cộng c và bạn chị lặp lại như vậy là hai lần a cộng b cộng c chia 2 như vậy là b a cộng b cộng c chia chia 2 rồi bạn chị đẩy qua anh chị trừ trừ thì lôi ra cái thằng này Đúng không? Trừ ra lôi ra cái thằng này Đó, mấy anh chị nhìn hình dung không? À, đó Cái dạng này hồi xưa, cái thời điểm này Năm 2005 á, là dùng để thi học sinh giỏi uh, Thành phố hay tỉnh á, cái dạng này Còn bây giờ người ta không ra dạng này nữa Người ta không ra dạng này nữa, người ta ra cao hơn xíu Nhưng mà dùng để thi vào lớp 10 Thi vào lớp 10 thường thì vẫn ra À, rồi à, Mấy anh chị hỏi, hỏi gì hỏi nha Rồi, chúng ta sẽ qua bu nha bài này luôn Qua bu nha bài này luôn Bây giờ trước hết á, chúng ta sẽ nhận dạng cái lý thuyết về Bunya đã. Cái Bunya thì có thể chúng ta nhớ công thức nhưng mà cái cách, cái cách nhận dạng nó, cái cách nhận dạng, tại vì nhận dạng không đúng á, nhận dạng mà không, tức là mình nhớ cái công thức nhưng mà cái cách để mình nhận dạng nhanh á, thì mình ứng dụng nó mới nhanh. Còn nhận dạng Cauchy thì nhận dạng quá dễ, hai cái cộng lại lớn bằng lớn bằng hai lần căn, đúng không? Lớn bằng. Nhưng mà Bunya thì thực ra đâu phải ai cũng nhận dạng tốt đâu, không phải đâu. Mà nhận dạng không tốt thì 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 nó nó dẫn tới cái chuyện không không vận dụng được được vô bài, à, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhận dạng cái 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 buna theo hướng nào đúng không? Mình hiểu, mình nhìn nó như hướng nào để nhìn cho nhanh. Thì cái buna á, mình đừng có kiểu là gì, Ví dụ như mình mình học cái buna á, mình cứ là gì, cho a b c b c D lớn không đúng không? Cho ABC b c không, rồi khi đó a b cộng c D, tất cả bình bé hơn bằng a bình cộng c bình nhân với a à, theo đúng là ac nè rồi bz bz đúng không ac rồi bz a bình cộng b bình À b bình à, nhân với à, c bình cộng d bình ở à, nha mình nhớ công thức như vậy á mình mình khi đấy khi dùng cái nha mình dùng cũng có được mình phải nhìn theo kiểu khác cũng là công thức đó nhưng mà chúng ta phải nhìn theo kiểu khác Nên anh chị À, bây giờ cái zoom nó bị hết giờ rồi thôi chúng ta tắt chúng ta mở một cái zoom mới luôn nha để Là mình làm thành một cái buôn e riêng luôn nha rồi ok anh chị mình tắt nha mình tắt